cảm thấy mình thật là hạnh phúc, cảm thấy mình thật là biết ơn với những cái gì mà mình đang có. Đúng không ạ? Và mỗi ngày thì chúng ta sẽ ghi ra ít nhất là 10 điều mà các anh chị cảm thấy biết ơn với những cái gì mà mình đang có. Chẳng hạn như có thể là chẳng hạn như ngày hôm qua cái ai ai đó đã có một cái quý nhân nào đó đã xuất hiện giúp đỡ cho mình làm một cái điều gì đó, đúng không ạ? Thì mình cũng sẽ ghi những cái gì mà các anh chị cảm thấy biết ơn trong ngày hôm qua, ít nhất là 10 điều. Ngày hôm qua thì mình rất là khỏe mạnh, ngày hôm qua thì gia đình của mình nó khá là hạnh phúc, là tiền về hoặc là tài sản của mình gia tăng, hoặc là các anh chị thấy rằng là mình có một ngày rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc, gia đình rất là hòa hợp, thì đó cũng là một cái điều mà khiến cho mình cảm thấy biết ơn. Anh chị hãy nhớ ha, là ngày đầu tiên đó là chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện một cái thói quen, đó là học cách biết ơn với những gì mình đang có. Và cái hạt giống này mình bắt đầu gieo trồng nên để nó có thể là nó ra hoa kết quả, thì mình cần phải chăm sóc nó mỗi ngày rất là kỷ luật, liên tục và đều đặn mỗi ngày. Tiềm thức của mình, các anh chị mong muốn thay đổi một thói quen nào đó thì giúp các anh chị rằng là không phải là cường độ mà là sự liên tục, mà là sự lặp đi lặp lại nó mới tạo ra kết quả ha. Chứ không phải là ví dụ như ngày hôm nay cái mình rảnh quá, mình vui quá, mình hứng thú quá, mình ghi 100 điều biết ơn. Sau khi ghi 100 điều đó thì những ngày sau không thấy đâu hết. Không thấy đâu hết thì ghi xong tốn thời gian quá, hết 2 tiếng đồng hồ của tôi rồi, mất tích luôn. Tháng sau ghi lại. Và như vậy nó không hiệu quả nha các anh chị nào mà mình đang là làm theo cái phương pháp đó, là mình hứng lên rồi mình ghi quá trời ghi, nhưng mà sau đó những ngày không hứng thì mình không ghi gì cả. Thì Diệu nói với các anh chị rằng đó là mình sẽ không có kết quả đâu ạ. Có nghĩa là cái kết quả nó chỉ có cái lúc mà các anh chị cảm xúc, cái lúc mà các anh chị ghi thôi. Thì mình đạt kết quả thôi, nhưng khi mà các anh chị không có ghi nữa, không có nuôi dưỡng nữa thì cái hạt giống nó không có nảy mầm phát triển. Đúng không ạ? Nên là thành ra là các anh chị nhớ giúp Diễm là khi mình huấn luyện tiềm thức của mình, thì cái điều, một cái bí kíp ở đây đó là không phải là cường độ mà là sự lặp đi lặp lại. Các chị ghi vào sổ giúp Diễm điều này đi ạ. Diễm ví dụ nè, chẳng hạn như là các anh chị mê một cái body đẹp và mình đi tập gym đó, đi tập gym và mình mong muốn là mình có kết quả nhanh. Thế là trong cái tuần đầu tiên mình tập rất là nặng, mình tập rất là nhiều, tập 2 tiếng đồng hồ mà tập với tạ nặng các thứ, đúng không ạ? Nhưng bảo đảm với các anh chị là sau khi mà mình tập với cường độ mà nặng như vậy thì chẳng hạn như một người họ tập 2 tiếng đồng hồ nhưng họ tập có 1 tuần thôi. Tầm tuần xong rồi cơ thể nó phê pha quá, đâu có tập nổi nữa. Với một người người thứ hai, họ dành 20 phút mỗi ngày thôi, nhưng mà họ có sự liên tục lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, thì Diễm hỏi các anh chị ai sẽ là người có kết quả nha, rất rõ ràng luôn. Nên là trong cái việc mà mình huấn luyện tiềm thức của mình á, các anh chị hãy tập trung vào cái việc đó là mình ứng dụng rất là kỷ luật trong việc lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Có thể là mỗi ngày viết 10 điều thôi, nhưng mà mình có sự liên tục và mình có sự lặp đi lặp lại thì cái tiềm thức của mình nó mới trở thành cái thói quen được. Thói quen anh chị, và khi mà trở thành thói quen rồi thì nó trở thành của mình luôn, bắt đầu là mình xây dựng cho mình những cái thói quen tốt của người thành công. Học cách biết ơn với những gì mình đang có để gì ạ? Để mỗi ngày mình có cái cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc, tích cực, đủ đầy. Và cái cách mà mình đối nhân xử thế nó cũng khá là tử tế, nhẹ nhàng. Mình biết cách đối nhân xử thế hơn, mình biết cách thấu hiểu hơn, mình biết cách kiên nhẫn hơn. Mình thông cảm cho những người xung quanh được nhiều hơn. Và nó cũng dẫn tới mối quan hệ của mình nó cũng hòa hợp hơn. Và khi mà cảm xúc của mình tích cực á, thì sức khỏe của mình cũng tốt hơn. Và các anh chị sẽ bắt đầu thu hút những cái điều tốt đẹp đến với cuộc đời của mình nha. Nên là ngày đầu tiên là chúng ta sẽ rèn luyện tiềm thức của mình một cái thói quen mới hoàn toàn, đó là học là biết ơn với những gì mình đang có. Và cái thói quen này chúng ta phải duy trì lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Ok không ạ? Có bao nhiêu số các anh chị rất rõ phần này giống chia sẻ comment tôi ạ. Còn nếu như mà khi mà các anh chị lặp đi lặp lại mỗi ngày một thời gian á, thì các anh chị sẽ thấy rằng là bắt đầu là cái việc mà mình biết ơn những gì mình đang có, nó sẽ trở thành cái lối sống của mình luôn, trở thành cái thói quen của mình luôn ha. Kiên trì kiên nhẫn lặp đi lặp lại trong vòng 28 ngày thôi là bắt đầu các anh chị sẽ thấy rằng là sẽ có được cái sự thay đổi trong cái cách nghĩ của mình, trong cái cảm xúc của mình, trong cái hành vi của mình. Và mình sẽ cảm thấy là mỗi ngày trôi qua, cuộc sống của mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất là nhiều vì mình học cách biết ơn với những gì mình đang có. Đúng không? Rồi, có bao nhiêu số các anh chị chúng ta đưa ra cái sự cam kết là mình sẽ rất là kỷ luật mà lặp đi lặp lại đều đặn mỗi ngày chúng ta chăm sóc cái hạt giống, đó là biết ơn những gì mình đang có bằng cách viết ít nhất là 10 điều mà các anh chị cảm thấy biết ơn, các anh chị comment tôi ạ. À, anh chị nào mà muốn có kết quả nhanh, là mình cũng muốn có kết quả bền vững, có thể là trong trong cái giai đoạn đầu á, thì mình cần phải có sự kỷ luật trong trong giai đoạn đầu thôi, nhưng mà khi mà một khi nó đã trở thành cái thói quen của mình rồi thì Diệp nói với các anh chị là cuộc sống của mình về sau nó rất là tuyệt vời đấy nhỉ, tuyệt vời lắm, luôn thu hút những điều tốt đẹp nữa, mà thu hút nguồn lực mà giúp cho các anh chị đạt mọi điều mà các anh chị mong muốn trong cuộc sống ha. Tiếp tục là rèn luyện thêm cho mình cái thói quen mới. Thói quen mới đó là hòn đá nhiệm màu. Tối qua bao nhiêu số các anh chị đi ngủ và mình cầm hòn đá nhiệm màu trên tay, nghĩ về những điều mà các anh chị đã nhận được, nghĩ về những điều tốt đẹp mà đã nhận được trong cuộc sống, những cái thành công của mình các anh chị đã ghi nhận và mình gửi lời biết ơn, đúng không? Mình chọn ra một cái điều tuyệt vời nhất và các anh chị cảm ơn vì điều tuyệt vời đã xảy ra, sẽ đến với tôi trong ngày hôm nay. Anh chị nào mình đã bắt đầu rèn luyện cái thói quen này rồi này thì các anh chị comment tôi ạ. Anh chị nào hôm qua tối qua lăn lên giường ngủ luôn quên, comment số 1 sao đó. Các anh chị cứ có sao chia sẻ vậy, có sao nói vậy thôi, quên thôi quên. Mỗi lần hôm nay mình làm lại đó. Ví dụ như anh chị nào mà mình quên thì mình làm lại từ đầu vậy thôi, được không? Làm lại từ đầu không có sao hết các anh chị nha. Chẳng hạn như mình rèn luyện 28 ngày mà mình làm được ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, cái này ngày 5 quên. Ngày 5 quên thì sao ạ? Thì làm lại ngày 1. Đếm lại thành ngày 1. Làm lại từ đầu. À, mình làm ví dụ tới ngày ngày 7, ngày 10 rồi, cái qua ngày 11 quên thì quay trở lại ngày 1. Coi như từ đầu, coi như là người mới luôn, coi như mới luôn. Nha các anh chị nha. Là thành ra là để mà thiết lập cho mình một cái thói quen mới á, nó phải có cái sự lặp đi lặp lại. Chứ không phải hôm nay mình hứng quá cái mình cầm cục đá 1 tiếng đồng hồ, xong qua ngày hôm sau thấy cầm cục đá tốn thời gian quá rồi nghỉ luôn, nghỉ luôn qua mấy ngày sau mới cầm lại. Dạ không bao giờ thiết lập được một cái thói quen mới theo cái kiểu vậy đâu ạ. Một cái thói quen mới nó chỉ được sinh ra khi mà mình có được cái sự lặp đi lại mỗi ngày thôi ha. Nên anh chị nào ngày hôm qua quên thì tối nay làm lại từ đầu như ngày 1, đếm lại ngày 1. Vì cái chị biết sao, cái thói quen cũ của mình á, nó là mình hay nghĩ về những điều mình không có, rồi mình không vui, mình không có hạnh phúc, không? Xong rồi cái mỗi buổi tối hay chùm mền nằm thút thít tủi thân về bản thân, tủi thân về cuộc đời, sao có thấy cuộc đời này bất công quá đó. Thay vì tối là mình sẽ ngủ trong ý niệm của sự thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc, thì lúc nào trước khi đi ngủ tối cũng nghĩ về những điều mình không có, xong rồi mình cảm thấy không vui, không hạnh phúc. Và cái chị biết rằng á, là khi mà mình ngủ, nhưng mà tiềm thức của mình đâu có ngủ đâu, mình ngủ cái chị, nhưng tất cả mọi thứ nó đều vận hành nha, vũ trụ cũng đều vận hành, và tiềm thức của mình, cái con người phi thường bên trong của mình á, nó không có ngủ. Nên là thành ra trước khi đi ngủ cái chị giao tiếp cái gì, thì lúc mà các anh chị đi ngủ, tiềm thức của các anh chị sẽ bắt đầu đi thu hút nguồn lực, chuẩn bị sẵn sàng để giúp cho các anh chị đón một cái ngày mới. Nếu mà trước khi đi ngủ mình giao tiếp với chính mình những cái điều không có tích cực, thì mỗi buổi sáng khi sáng khi mà các anh chị mở mắt ra là các anh chị thấy ngày hôm nay mở mắt ra thôi là tự nhiên đi cái chân đá vô cái giường ha. Đó, rồi cầm rớt cái này vô kia, rồi mình cảm thấy là sao sao một ngày hôm nay là cái ngày mà nó không có được may mắn lắm nhỉ. Thì tại 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 vì sao à? Tại vì mình tập trung những điều không tích cực, tối trước khi đi ngủ ai kêu không tích cực chi, xong rồi sáng là vũ trụ sắp xếp và dọn đường sẵn hết rồi. Khi mà mình tập trung được tích cực á, tập trung vào những cái điều tốt đẹp mà các anh chị ghi nhận mình biết ơn, thì thông qua
quy luật tập trung của vũ trụ là cái gì mà cái chị tập trung cái đó mở rộng.